Hello mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay thì mình tiếp tục là mình chia sẻ cho bạn về chủ đề trồng bí hồ lô nè. Nay là ra cái đợt mới nha các bạn. Thì giống này là giống của Hưng Nông nha mọi người ha. Thời gian thu hoạch là từ 65 cho đến 70 ngày. Thì bạn nào cần hạt giống thì các bạn có thể nhấp vào đường mô tả của mình để các bạn mua ha. Chứ đây mình không có bán. Và bây giờ thì mình sẽ vào nội dung mình chia sẻ cho mọi người về kỹ thuật nè. Thì trồng bí hồ lô này thì nó cũng dễ lắm nha các bạn ha, chứ không khó gì đâu. Thì các bạn chỉ chọn những cái tháng nắng để các bạn trồng thôi, để cho nó ít bệnh, ví dụ như là sương mai với bọ trĩ nè. Và cái mô hình này thì mình cũng đã trồng được là hơn 10 ngày tuổi rồi nha các bạn ha. Thì trong cái thời gian này thì mình sẽ tập trung vào cái vấn đề là bị bọ trĩ nha các bạn. Bọ trĩ nó rất là nhiều luôn, nếu như là chúng ta không xịt phòng bọ trĩ thì sau này là cái bí hồ lô của mình nè các bạn nó sẽ bị thun ngọn ha. Thì ở đây thì mình hay xịt là cái loại là Confidor nha các bạn ha, là nó phòng trị được là những cái con hút chích luôn, ví dụ như là những con bọ đỏ các bạn, cái cánh đỏ đó cũng trị luôn nha các bạn ha, cũng như là bọ dưa nè, rồi bọ trĩ luôn nè đó. Thì trong giai đoạn khoảng đâu là 5 cho đến là 25 ngày tuổi thì nó rất là quan trọng. Thì vài bữa nữa thì mình sẽ bắt đầu là mình bấm ngọn chèo ở trên bí hồ lô của mình ha. Cái này thì khoảng cách này mình trồng nó hơi gần nha các bạn ha, nói chung là cái clip clip thông thường của nó là phải từ là 5m là mới đúng, nhưng mà mình đang trồng cái khu đất này ở gần nhà các bạn nên mình sẽ lấy ít chèo lại lo nha các bạn ha. Ở đây mình lấy chỉ 2 tới đến 3 chèo thôi, với lại hàng lái đợt này thì nó chịu trái bí bự nha các bạn ha, khoảng đâu là 1 kg mấy nên mình trồng gần nha mọi người, chứ đúng ra thì phải là 5m nha mọi người ha, clip cách clip. Còn gốc cách gốc thì phải từ là 3 tấc trở lên nha các bạn ha, 3 hoặc là 4 tấc, thậm chí là 5 tấc luôn, mình lấy tùy thuộc vào cái lượng chèo nha. Ở đây thì mình lấy chèo ít, tại vì mình lấy mình tập trung mình lấy trái bự nha các bạn. Và các bạn có thể là xem vào những cái video trước của mình chia sẻ rất là kỹ luôn. Nay trồng theo hàng đơn nha các bạn ha, đó, không trồng hàng đôi như lúc trước nữa. Mình cho nó bò qua hai bên nha các bạn. Thì ở đây thì mình cũng đã xịt phòng bọ trĩ rồi, cũng như là mình đã phòng một cử là lở cổ rễ nha các bạn ha. Ở đây thì đợt này thì mình xài là Ridumin, chứ mình không có xài Alias nha các bạn ha, tại vì Alias á mình xịt chỉ được một mình nó thôi, nếu như là bạn cộng thuốc vô thì nó sẽ mất tác dụng, do đó thì mình sử dụng thằng Ridumin để mình cộng với cái thuốc sâu á để mình xịt chung nó một lần, chứ mà xịt nhiều lần quá thì nó mất công các bạn, thì mình cũng không có thời gian rảnh nữa. Mọi người xem bí nè, nay đã được là 4 cái lá nhám rồi nha mọi người ha, khoảng đâu là thêm 2 cái lá nhám nữa hoặc là 7 lá nhám ha, là mình có thể là mình bắt đầu là mình bấm ngọn mình lấy chèo cho nó là được rồi. Giống này là giống Hưng Nông nha các bạn. Đó. Đợt này trước á, mua của ông anh còn á, rồi nay tiếp tục là mình gieo tiếp luôn. Chứ giống mà đồng tiền vàng thì nó sẽ tốt hơn nha các bạn ha. Thì thời gian thu hoạch của nó thì cũng từ 65 cho đến 70 ngày thôi, chứ nó cũng tầm đó à. Còn đối với những giống bí mà đỏ mà bánh xe á, thì thời gian thu hoạch nó từ 85 cho đến 90 ngày. Thông thường là trồng những cái giống bí đó thì cái diện tích mình phải rộng, với lại mình phải đủ cái lượng nước, nếu không đủ lượng nước trái nó không có, cái dây của mình nó không có đủ mà nuôi trái nha các bạn ha. Với lại thông thường người ta trồng loại đó là người ta lấy ngọn nhiều hơn chứ lấy bông nữa, còn này thì mình trồng mình lấy trái to nha các bạn ha, mình lấy đợt này mình lấy trái to, mình không có lấy trái nhỏ nhỏ như đợt trước có 7-8 lạng. Đợt này phải lấy từ 1 kg trở lên nha các bạn ha, tại vì lái nó chịu trái bự. Cái này thì mình trồng có mấy sào thôi, mấy sào tính theo diện tích của miền Tây nha các bạn ha, chứ không phải mấy sào của diện tích ở ngoài miền Bắc đâu. Miền Bắc á, một sào nó là 1.000 m² á. Đó. Đó. Các bạn xem bí nè, này cũng phát triển cũng khá là ok nha các bạn ha. Khi nào mình bấm ngọn thì mình sẽ quay video bấm ngọn cũng như là video về thụ phấn nó như thế nào thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Để đi tới ở đây mình có lót rơm nữa nha các bạn ha. Nói chung là đất của mình thì mình cũng tưới nước bằng hệ thống ống nước á, thành ra nó cũng ướt nhem đó rồi. Đó, mọi người xem. Thì các bạn có câu hỏi gì các bạn cứ bình luận bên dưới video của mình ha, rảnh thì mình sẽ rep comment và trả lời nha. Rồi mình cũng xin được mến chào.